Bảo Lộc và Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày Chủ nhật, ngày 2 tây tháng 10 năm 2022. Loan Lộc kính chúc quý vị ngày Chủ nhật an lành và luôn thật nhiều sức khỏe. Một người đàn ông ở Michigan đã trúng số hơn 190.000 đô la nhờ đi chợ cho vợ. Tin từ Orange County, California, xe phóng qua đại lộ Bosa từ bãi đậu xe của chợ Tâm Biên, tông thẳng vào tiệm ăn thành Mỹ. Bão Yên vùi dập South Carolina sau khi làm ít nhất 65 người thiệt mạng ở Florida Giá xăng ở Los Angeles, Orange County giọt lên gần bằng mức kỷ lục Sơ soạn nữ sinh tiểu học ở Santa Ana, một thầy giáo dạy thế đã bị bắt California cho phép băng qua đường ngoài vạch đi bộ Quân nhân hải quân được tuyên trắng án trong vụ cháy tàu chiến Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng nông dân cần những người nhập cư bất hợp pháp để hái mùa màng ở Florida. Theo khảo sát, 71% người gốc Latino nói rằng đảng Dân Chủ làm việc tận lực cho phiếu bầu của người Latino. Đơn xin gia nhập NATO của Ukraine, Mỹ nói rằng chưa đến lúc. Nga đặt văn phòng bắt lính ở biên giới do người dân trốn lệnh động viên. Nga tạm dừng cung cấp khí đốt cho Ý. Ukraine tái chiếm được 5 khu định cư, bao vây 5.000 lính Nga ở Lyman Tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia đã bị bắt Tấn công mạng ở Mexico, rò rỉ dữ liệu sức khỏe tổng thống Tính từ Nhật Bản, một tên trộm có sở thích quái đảng khi trộm lấy 360 áo mưa chỉ của phụ nữ Tên Việt Nam, hơn 160 người như ngồi trên lửa khi chủ hội ôm 30 tỷ đồng bất ngờ mất tích Chủ tịch Viện Hàng Lâm Việt Nam Bùi Nhật Quang bị cảnh cáo vì mua bán bằng tiến sĩ. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, một người đàn ông ở Michigan đã trúng số hơn 190 000 đô la nhờ đi chợ cho vợ. Một người đàn ông ở Marquette, Michigan đã phải cảm ơn vợ mình vì vợ sai đi chợ vì nhờ đó ông đã trúng số độc đắc hơn 190 000 đô la. Cơ quan sửa số Michigan loan báo vào ngày thứ Sáu 30 tháng 9, ông Preston Markey, 46 tuổi, cho mọi người biết rằng lẽ ra ông sẽ không mua được tờ vé số Fantasy 5 may mắn đó ở chợ Meyer ở market nếu như vợ ông không nhắn tin sai ông đi chợ. Ngày hôm đó tôi đang chuẩn bị làm việc xong thì vợ tôi nhắn tin kêu tôi là ghé đi chợ trên đường về nhà. Bình thường thì tôi không có chơi vé số trừ khi giải độc đắc nhiều hơn 200.000 đô la, nhưng tôi thấy cũng gần được như vậy nên quyết định mua một tờ. Ông mua một tờ sổ số, số ngày 18 tháng 8 rồi dò ngày hôm sau. Ngày hôm sau trong khi đang ở bếp Thì tôi lấy điện thoại ra dò tờ vé số Và nhìn thấy tôi trúng độc đắc Trúng số vui không thể tưởng tượng được Ông Aki trúng 190.763 đô la Ông dự định dùng số tiền này Để lo cho gia đình và đầu tư Chúc Lộc đi chợ dùm lo nha Lộc Ok đi liền <laughs> nghe xong chuyện này là bảo đảm khi nào mà anh đi qua đường em kêu anh ghé chợ là anh sẽ ghé liền cho em chẳng những bỏ lọc mà mấy anh á, mà mấy chị có kêu đi chợ thì đừng càm ràm nhớ ghé vô mua vé số nha <laughs> động lực động lực tính từ Orange County California xe phóng qua đại lộ Bosa từ bãi đậu xe của chợ Tâm Biên tông thẳng vào tiệm ăn Thành Mỹ một tai nạn xe hy hữu đã xảy ra vào đêm thứ Sáu, một chiếc Tesla đã phóng qua đại lộ Bosa, con đường lớn nhất của trung tâm Little Sài Gòn, tông thẳng vào nhà hàng thành Mỹ. May mắn là đường phố giờ đó không có chiếc xe nào khác. Trên xe lúc đó có người lái xe và hai người khác, tất cả đều bình yên. Theo thống kê thì mỗi năm có gần 200.000 tai nạn xe gây thương tích tại California, riêng tại Orange County, từ tháng 1 năm 2021 tới tháng 12 năm 2021 có 11.951 vụ tai nạn xe hơi. Theo dữ kiện cho thấy, đụng xe từ phía sau chiếm 33,14% trường hợp tai nạn, đụng bên hông là 29,78 trường hợp, riêng vụ tông xe trực diện vào quán ăn là rất hi hữu. Tối ngày hôm ngày thứ sáu đó Lộc với Lê Gia Đình có đi ngang qua và thấy rất là bất ngờ chiếc xe nằm lọt coi như là phân nửa vào 2 phần 3 luôn. 2 phần 3 có đã chiếc xe vào trong quán luôn quý vị. Lúc đầu mình nghe tin thì mình tưởng là à, chỗ cái parking bên hông tông vào nhưng mà khi mà mình đi công việc mình chạy ngang về thì mình lại thấy cái hướng mà từ ngoài đường tông vô mà mình không hiểu tại sao thì bây giờ mới biết rõ là từ tuốt bên đường mé bên kia đường chiếc xe đâm thẳng và tông thẳng vào tiệm ăn luôn Lộc nghĩ cũng rất là khó tại vì ở giữa cái đại lộ Bô Sa thì có một cái lề cái lề nó cũng cao và bên phía mà bên chợ Tâm Biên cũng có những cái lề cao mà tại sao chiếc xe từ đây mà tâm thẳng qua và tông thẳng vào nhà hàng nó một chuyện hy hữu rất là hy hữu nhưng mà rất may mắn là không ai bị thương tích gì may mắn là lúc đó không có người ngồi ăn ngay cái khu vực Đúng đó rồi. bình thường nhà hàng Thành Mỹ thì chỗ đó cũng rất là đông khách thưa quý vị Bảo yên vùi dập South Carolina sau khi làm ít nhất 65 người thiệt mạng ở Florida Bão yên đã lan mạnh lên lại và ập vào South Carolina vào ngày thứ Sáu, phá tan cầu tàu và làm ngập đường xá sau khi gây thiệt hại thảm khốc cho Florida, làm hàng ngàn người mắc kẹt trong nhà và ít nhất 65 người thiệt mạng. Theo ước tính, đây là một trong những trận bão gây thiệt hại lớn nhất ở Mỹ từ trước đến nay. Hầu như suốt tuần lễ qua, bão yên làm nhiều người hoảng sợ. Hoành hành miền Tây của Cuba, càng quét khắp Florida rồi mạnh lên lại trong vùng nước ấm Đại Tây Dương để quay trở lại tấn công South Carolina. Cơn bão tràn vào Georgetown, South Carolina vào ngày thứ Sáu với sức gió yếu hơn nhiều so với khi vượt qua Gulf Coast ở Florida trước đó trong tuần. Nhưng bão Yên đã làm nhiều nơi trên bán đảo của trung tâm Charleston ngập nước. Bão còn cuốn trôi nhiều đoạn của bốn cầu tàu dọc bờ biển, gồm hai cầu tàu ở Myrtle Beach. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều khu phố ở Garden City nước dâng lên rất cao. Và tối ngày thứ sáu thì cơn bão đã giảm bớt sức mạnh của nó. Trong buổi họp báo vào sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 10, ông Henry McMaster, thống đốc của South Carolina, đã loan báo tiểu bang này đã mở cửa làm ăn trở lại. Giới chức tiểu bang cho hay bão Ian là bão lốc đầu tiên đánh vào South Carolina, không có thiệt hại nào đáng kể cho cơ sở hạ tầng và không ai thiệt mạng do bão Ian gây ra, thống đốc McMaster đã cho biết thêm. Trước đó trận bão này đã gây thiệt hại khắp Florida, làm nhiều nơi cả hai bên bờ biển của tiểu bang bị ngập nước, phá tan nhà cửa, giật sập cơ sở thương mại dọc bờ biển, khiến cho hơn 2 triệu người phải chịu cúp điện. Mặc dù bão Ian đã qua khỏi Florida, nhiều vấn đề mới xuất hiện tối ngày thứ sáu. Xa lộ I-75 bị chặn một đoạn dài 14 dặm cả hai chiều ở khu vực Port Charlotte vì nước sông Miyaka đã dâng cao. Trong số những người thiệt mạng do bão ở Florida, nhiều người bị chết đuối. Một bà 68 tuổi bị sóng cuốn ra biển. Một ông 67 tuổi đang ngồi chờ nhân viên cứu hộ đến cứu thì đã bị ngã xuống nước, đang dâng lên bên trong nhà. Giới chức cho hay, bão Ian gây ra thiệt hại vượt hơn 100 tỷ đô la, gồm 63 tỷ đô la thiệt hại bảo hiểm tư nhân theo Karen Clark and Company, công ty chuyên xây dựng mô hình dự báo thiên tai. Nếu con số đúng thì Ian ít nhất là một trận bão gây thiệt hại lớn thứ tư trong lịch sử của nước Mỹ. Mình thấy những cái hình ảnh ở Florida tan thương quý vị ơi. Coi như là nhìn tan quang và có những nơi bão, gió thì những nơi lại bị bốc cháy. Um, sau cơn bão thì để lại những thiệt hại rất là kinh khủng. Vẫn nhiều nơi vẫn còn không có điện, nhất là có những người không có nhà để quay trở về thưa quý vị. Giá xăng ở Los Angeles, Orange County giọt lên gần bằng mức kỷ lục. Giá xăng trung bình loại thường ở Los Angeles County đã tăng ngày thứ 28 liên tiếp lên 6 đồng 38 sen, chỉ còn 7,9 sen là bằng kỷ lục 6 đồng 46 sen sẽ ra vào ngày 14 tháng 6. Giá xăng trung bình ở Orange County đã tăng tổng cộng 1 đồng 13 sen, gồm 15,3 sen vào ngày thứ Năm, nhiều nhất trong một ngày kể từ mức tăng kỷ lục 19,2 sen ngày 5 tháng 10 năm 2012, cách đây gần 10 năm. Theo Hiệp hội Xe hơi AAA và Cơ quan Thông tin Giá dầu OPIS, giá xăng trung bình ở Los Angeles County cao nhất kể từ ngày 23 tháng 6 và tăng 76,8 sen so với trước đó một tuần, 1 đồng 15 sen so với trước đó 1 tháng và 1 đồng 97 sen so với trước đó một năm. Ở Orange County, giá xăng trung bình hôm thứ Sáu đã tăng lên 13,5 sen, lên 6 đồng 38. Chỉ còn 2,4 sen là bằng kỷ lục 6 đồng 41 sen xảy ra vào ngày 12 tháng 6. Giá xăng quân hạng này đã tăng 13 ngày trong 14 ngày qua, tổng cộng là 1 đồng 0,02 cent, gồm 15,9 cent vào hợp thứ năm, cũng nhiều nhất trong một ngày kể từ mức tăng kỷ lục là 19,5 cent vào ngày 5 tháng 10 năm 2012. Phát ngôn viên của câu lạc bộ sơ hơi California cho hay, chừng nào tiểu bang này nhập cản được nhiều xăng và nhà máy lọc dầu địa phương hoạt động đầy đủ trở lại thì giá xăng có thể ngừng tăng. Vào ngày thứ sáu thì giá xăng trung bình ở Mỹ đã tăng ngày thứ 10 liên tiếp, lên 3 đồng 79 sen một gallon. À, có nhiều cây xăng ở uh, Orange County mình đã lên trên 7 đồng một gallon. Trên 7 đồng rồi, đồng, thưa quý vị. vị. Sơ soạn nữ sinh tiểu học ở Santa Ana, một thầy giáo dạy thế đã bị bắt. Một thầy giáo dạy thế bị bắt vào ngày thứ Năm 29 tháng 9, sau khi một học sinh tiểu học ở Santa Ana báo cáo ông ấy sờ soạn, cảnh sát loan báo, ông Joseph Francis De Luca, 47 tuổi, là cư dân của Avai, bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục. Sở cảnh sát Santa Ana SAPD cho hay trong thông cáo, nhân viên bảo vệ Edison Elementary School thông báo vụ này cho cảnh sát Santa Ana vào ngày thứ Năm. Nạn nhân là cô bé 10 tuổi, điều tra viên thẩm vấn nhiều học sinh để tìm thêm nạn nhân khác. Ông De Luca không còn dạy ở trường này nữa, nhưng điều tra viên biết được ông ta đang dạy thế ở một trường tiểu học Robert Hyman Elementary School ở Tustin. Trước đó, ông ta làm giáo viên full time 15 năm và chuyển sang dạy thế hai năm qua. Ông De Luca từng dạy cả tiểu học lẫn trung học ở Westminster, Buna Park, Santa Ana, Valley và Tustin, cảnh sát đã cho hay. Cảnh sát Santa Ana kêu gọi Ai biết thông tin liên quan đến ông thì liên lạc với điều tra viên Jessica Tyler số 714-245-8349. California cho phép băng qua đường ngoài vạch đi bộ. Thống đốc Gavin Newsom ngày thứ Sáu 30 tháng 9 ký dự luật cho phép cư dân California băng qua đường ngoài vạch đi bộ mà không bị phạt. Theo dự luật AB 2147, cư dân California sẽ được quyền băng qua đường bên ngoài ngã tư, miễn sao an toàn. Dự luật này có tên Đạo luật tự do đi bộ, do ông Phil Ting, cuộc đảng Dân chủ của San Francisco, dân biểu tiểu bang California đề nghị. Đạo luật này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng 2023. Không nên xem băng qua đường an toàn là phạm tội hình sự, ông Ting đã thông báo cho hay vì giấy phạt đắt tiền và đụng độ không cần thiết với cảnh sát chỉ ảnh hưởng vài cộng đồng nhất định đã đến lúc chúng ta xem xét cách chúng ta sử dụng nhân viên công lực và liệu những luật chống đi bộ ẩu của chúng ta có thực sự bảo vệ được người đi bộ hay không hơn nữa chúng ta nên khuyến khích cư dân xuống xe đi bộ vì lý do sức khỏe và môi trường Phe ủng hộ dự luật này cho hay hiện tại bị phạt đi bộ ẩu nhiều nhất là người lao động lợi tức thấp hoặc người sắc tộc thiểu số trong khi họ thường không trả nổi tiền phạt. Dữ liệu mà văn phòng ông Thin trích từ đạo luật hồ sơ nhân thân và chủng tộc California cho thấy người da đen có rủi ro bị chặn vì đi bộ ẩu nhiều đến gấp 4,5 lần người da trắng. Cảnh sát sẽ không còn được quyền chặn người băng qua đường an toàn và tạo gánh nặng cho họ bằng giấy phạt và cả đóng nợ. Ông Charles Ruff, luật sư ủy Ủy ban dân quyền của San Francisco cho hay, từ rất lâu, luật chống đi bộ ẩu của chúng ta được dùng làm cái cớ chặn đường và quấy nhiễu cư dân, nhất là người lợi tức thấp và người da màu. Những cái cách trong AB 2147 sẽ chấm dứt tình trạng đó và nhờ vậy giúp toàn bộ California an toàn hơn cho người đi bộ. Theo luật hiện tại thì người đi bộ bị phạt nếu băng qua đường bên ngoài vạch đi bộ và không đi hết đoạn vạch đó trước khi hết đèn cho phép người đi bộ mình thấy luật này là an toàn cho người đi bộ mà mình thấy nó cũng, cái luật này ra nó sẽ làm rất là khó xử cho bên phía cảnh sát nữa là tại vì thế nào gọi là an toàn khi mà mình băng qua đường mình bảo vệ tính mạng của mình thì mình nên băng đúng đường chứ rồi à, họ đưa ra cái ý kiến là những người băng qua đường là những người à, thu nhập thấp ừ. và không đủ tiền để trả cái tiền à, biêu phạt thì tại sao không tìm một cái cách khác để mà những người này không phạt tiền thì những người này phải bị phạt cái gì đó. Chứ có thể băng đi qua ẩu thì cứ việc băng hay sao? Mình thấy cái luật này nó hơi kỳ kỳ ha. Mà làm như vậy thì người ta nói là cái quyền đi bộ của người ta muốn băng lúc nào cũng được, đâu có ai cấm họ. Và cái người mà lo lắng nhất là những người lái xe trên đường. Yeah. Tại vì khi mà họ đoán qua đường mà lỡ mà có chuyện gì là người lái xe chịu. Dạ. Yeah ví dụ như mình đang ở mình đang ngừng xe và mình chuẩn bị quẹo trái thì mình đã nhìn hết mình quẹo trái được khi mình vừa mới quẹo trái thì cái người băng băng qua đường họ không thấy xe mà họ từ đâu mà họ dọt ra là mình không thể nào, không nào thắng kịp quân nhân hải quân được tuyên trắng án trong vụ cháy tàu chiến Hải quân Mỹ cho biết quân nhân Brian Mays đã được thẩm phán tuyên án không có tội trong vụ cháy phá quỹ tàu USS Bonhomme Richards hơn 2 năm trước ở San Diego, California. Thẩm phán cho rằng không có đủ bằng chứng để kết luận quân nhân Brian, 21 tuổi, đã phóng hỏa tàu USS Bonhomme Richards LHD-6 khi tàu đang neo đậu tại căn cứ hải quân ở San Diego vào ngày 12 tháng 7 năm 2020. Luật sư của bị cáo Gary Bartol cho biết, anh May đã gục trên bàn và khóc nức nở sau khi thẩm phán công bố phán quyết trong phiên tòa diễn ra tại tòa án binh. Bên ngoài tòa án thì anh May nói rằng anh biết ơn những chuyện này cuối cùng đã kết thúc và nói đó là hai năm khó khăn nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi đã đánh mất thời gian bên bạn bè, tôi cũng mất bạn bè, tôi đã đánh mất thời gian bên gia đình và toàn bộ sự nghiệp hải quân của tôi đã bị hủy hoại. Tôi rất mong được bắt đầu lại, anh nói. Chỉ huy Sean Robertson của hạm đội 3 Hải quân Mỹ nói với một đài truyền hình rằng quân nhân Mays không bị kết tội với cáo buộc cố ý làm hư hại một con tàu và làm trầm trọng thêm vụ cháy. Hải quân cam kết duy trì các nguyên tắc về thủ tục tố tụng và một phiên tòa công bằng. Ngọn lửa đã tàn phá con tàu suốt 4 ngày trước khi được dập tắt, buộc hải quân Mỹ phải bỏ đi con tàu trị giá cả tỷ đô la. Trước đó, con tàu đã cập cảng để sửa chữa và cho phép các phi cơ chiến đấu F-35B của thủy quân lục chiến. Một năm sau vụ hỏa hạn, hải quân Mỹ đưa ra cáo buộc với quân nhân Mace cho rằng anh phải chịu trách nhiệm. Mace là thành viên của thủy thủ đoàn khi vụ cháy xảy ra, nhưng luật sư biện hộ của anh cho rằng bằng chứng dùng để khép tội anh chưa bao giờ đủ mạnh. Dù vậy, hải quân đã đưa ra vụ việc ra tòa án binh, dẫn đến phiên tòa kéo dài hai tuần lễ. Luật sư nói hải quân cần ai đó chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ một tàu chiến thay vì thừa nhận những vấn đề trên tàu khiến cho ngọn lửa lan rộng. Một cuộc điều tra của Hải quân Mỹ với kết quả được công bố vào tháng 10 năm ngoái cho thấy đám cháy rõ ràng có thể ngăn chặn được và là kết quả của một loạt các lỗi có hệ thống. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng nông dân cần những người nhập cư bất hợp pháp để hái mùa màng ở Florida. Khi bà Pelosi được hỏi về việc liệu biên giới phía Nam có an toàn hay không, bà trả lời rằng Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ biên giới của mình, chúng tôi cũng có trách nhiệm nhận ra tầm quan trọng của những người mới đến đối với quốc gia của chúng tôi. Ngay bây giờ điều tốt nhất là chúng tôi có thể làm cho nền kinh tế của chúng tôi là thay đổi nhập cư toàn diện. Bà nói, các đề nghị của Đảng dân chủ cho cuộc thay đổi này như vậy thường bao gồm việc ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp đã ở Mỹ. Sau đó bà nhấn mạnh lập luận kinh tế của mình và tham khảo các hành động gần đây của thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis và các thống đốc đảng Cộng hòa khác để di chuyển những người nhập cư bất hợp pháp về phía Bắc đến những nơi như Martha's Vineyard, New York và Washington, D.C. Chúng tôi đang thiếu nhân công ở đất nước mình và bạn thấy ngay cả ở Florida, một số nông dân và người trồng trọt nói rằng tại sao các bạn lại đưa những người nhập cư này đi lên phía Bắc, chúng tôi cần họ hái cây ở đây. Đó là nhận xét của bà Pelosi được đưa ra khi Hoa Kỳ vẫn đang trong cơn đau của cuộc khủng hoảng biên giới lịch sử, đã chứng kiến hơn 2,1 triệu cuộc gặp gỡ của người di dân, đã chứng kiến hơn 2 triệu 100 ngàn người di dân bất hợp pháp trong năm tài chính này và hơn 200 ngàn người chỉ trong tháng 8. Chính bản chất đang diễn ra của cuộc khủng hoảng đã khiến các thống đốc đảng Cộng hòa phải đưa người di dân vào sâu hơn về phía Bắc. Thống đốc Texas Greg Abbott đã đưa hơn 10.000 người di cư đến Washington, thành phố New York và Chicago và ông Ron DeSantis đã gây ra sự phẫn nộ của các đảng viên đảng Dân Chủ khi văn phòng của ông đã đưa khoảng 50 người đến khu Martha's Vineyard. Theo khảo sát, 71% người gốc Latino nói rằng đảng Dân Chủ làm việc tận lực cho phiếu bầu của người Latino. Hầu hết những người gốc Latino trưởng thành ở Mỹ tin rằng đảng Dân Chủ làm việc tận lực hơn cho các lá phiếu của họ và quan tâm đến họ hơn so với đảng Cộng Hòa. Theo cuộc thăm dò mới từ Viện Pew Research Center, cuộc thăm dò công bố đầu tuần là kết quả của khảo sát trực tuyến vào tháng 8 với khoảng 3.029 người lớn gốc Latino về quan điểm của họ đối với các đảng chính trị của Mỹ và các vấn đề chính dẫn đến cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Trong số những người trả lời khảo sát thì có 53% cho biết họ sẽ bỏ phiếu hoặc nghiêng về ứng cử viên của Đảng Dân chủ của khu vực bầu cử của họ cho hạ viện Hoa Kỳ. Trong khi đó thì có 28% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử Đảng viên Đảng Cộng hòa và chỉ 18% thừa nhận rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên của đảng thứ ba hoặc không chắc chắn về việc họ sẽ bỏ phiếu cho ai. Hầu hết những người trưởng thành Latino tham gia đều bày tỏ quan điểm tốt về đảng Dân Chủ, với 71% nói rằng đảng Dân Chủ đang làm việc tận lực cho phiếu bầu của người Latino, trong khi 63% nói rằng đảng Dân Chủ thực sự quan tâm đến người Latino. Đơn xin gia nhập NATO của Ukraine, Mỹ nói rằng chưa đến lúc. Tòa Bạch Ốc nói rằng bây giờ chưa phải lúc kết nạp Ukraine vào NATO. Reuters cho hay Mỹ cam kết thực hiện chính sách mở cửa gia nhập NATO, nhưng bây giờ chưa phải là lúc xem xét đơn xin gia nhập của Ukraine. Theo quan điểm của chúng tôi, cách tốt nhất bây giờ để ủng hộ Ukraine là thông qua hỗ trợ thực tế trên thực địa. Quá trình gia nhập NATO nên được thực hiện vào thời điểm khác, cố vấn an ninh quốc gia Jay Sullivan đã nói trong một cuộc họp báo tại tòa Bạch ốc. Ông Sullivan đã lặp lại những bình luận trước đó của tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng Tư cách thành viên NATO đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả 30 thành viên của khối do Hoa Kỳ đứng đầu. Ông Stolper cũng đã cam kết ủng hộ kiên định và kiên quyết đối với Ukraine, nhưng khẳng định điều đó cũng không đưa NATO trở thành một bên tham chiến trong cuộc xung đột với Nga. Khi được hỏi về buổi lễ ở Moscow, nơi khu vực mà Loniets, Luhansk, Zaporizhia và Kherson được tuyên bố gia nhập vào Nga, ông Sullivan khẳng định đó là tất cả các lãnh thổ thuộc về Ukraine và các cuộc trưng cầu dân ý giả mạo được tổ chức bằng súng. Nga đặt văn phòng bắt lính ở biên giới do người dân trốn lệnh động viên. Giới chức Nga đang mở thêm các văn phòng bắt lính ở ngay biên giới trong sự cố gắng ngăn chặn thành phần nam giới Nga trong độ tuổi nhập ngũ đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước bằng đường bộ để tránh lệnh tham chiến ở Ukraine. Giới hữu trách vào ngày thứ Năm 29 tháng 9 cho biết một văn phòng có nhiệm vụ kiểm soát thi hành lệnh động viên mới vừa được mở tại trạm kiểm soát Ozinski ở vùng Saratov, biên giới của Nga và Kazakhstan một trung tâm kiểm soát khác cũng được thành lập tại cửa khẩu ở vùng astrakhan cùng biên giới với kazakhstan đầu tuần này nga thành lập các văn phòng kiểm soát động viên gần cửa khẩu từ vernila sang georgia ở miền nam của nước nga và gần trạm kiểm soát ở trofianka ở biên giới của nga và phần lan giới chức nga tuyên bố sẽ trao lệnh động viên tới tất cả những người đàn ông đủ điều kiện nhập ngũ nhưng đang cố gắng rời khỏi đất nước này Tính đến nay có khoảng 200.000 công dân Nga trốn chạy sang các nước láng giềng như Georgia, Kazakhstan và Phần Lan, đa phần là đi bằng xe hơi, xe đạp hoặc đi bộ. Nga tạm dừng cung cấp khí đốt cho Ý. Nhà sản xuất khí đốt Gazprom của Nga đã tạm dừng nguồn cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng Eni của Italy. Eni là công ty năng lượng lớn nhất của Ý, trong một thông cáo vào ngày 1 tháng 10 cho biết tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã thông báo về việc tạm dừng cung cấp khí đốt cho Ý với lý do không thể trung chuyển khí đốt thông qua lãnh thổ của nước Áo. Gazprom thông báo rằng họ không thể cung cấp lượng khí đốt được chúng tôi yêu cầu cho ngày hôm nay với lý do không thể trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Áo. Vì vậy, nguồn cung cấp khí đốt ngày hôm nay của Nga cho Ý thông qua Eni tại trạm trung chuyển Travisio sẽ bằng không. Eni thông báo, đồng thời khẳng định sẽ cung cấp thêm thông tin trong trường hợp nguồn cung cấp khí đốt được hồi phục lại. Gazprom hiện chưa cung cấp lý do vì sao nguồn cung cấp khí đốt cho Ý không thể đi qua lãnh thổ Áo. Nhà vận hành đường ống Gazprom của Áo, công ty Gas Connect Austria cũng chưa lên tiếng về vấn đề này. Ý hiện là một số ít quốc gia của châu Âu vẫn nhận được khí đốt từ Nga thông qua một đường ống vẫn hoạt động tại Ukraine. Dòng khí đốt này sau đó đã được đưa vào Italia thông qua các đường ống tại Áo. Các quốc gia châu Âu khác vẫn nhận được khí đốt từ Nga qua ngã Ukraine, bao gồm Slovakia, Moldova, Romania và Cộng hòa Czech. Ukraine tái chiếm được 5 khu định cư, bao vây 5.000 lính Nga ở Lyman. Ukraine vào ngày thứ Bảy cho biết 5 khu định cư Yampil, Novoselivka, Shantri Holov, Trobysev và Tavki, gần trung tâm giao thông quan trọng do Nga nắm giữ ở khu vực Donetsk, đã được chiếm lại và đang bảo vệ 5.000 lính Nga nơi đây. Shehi Haidai, quân khu trưởng Luhansk, nói với đài truyền hình địa phương rằng, nhiều ngàn quân chiếm đóng của Nga đã bị mắc kẹt ở Lyman và hiện có ba lựa chọn, hoặc là phá vòng vây, hoặc đầu hàng, hoặc là mọi người cùng chết. Hai nói rằng con số 5.000 lính là một con số được ước tính. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenko, họp báo vào hôm thứ bảy, nói rằng quân Nga đã rút khỏi Lyman do mối đe dọa bị bao vây. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng chiếm lại Lyman, nút giao thông đường sắt quan trọng bị quân đội Nga chiếm giữ hồi tháng 5, có thể là chìa khóa để chiếm lại các vị trí khác do Nga nắm giữ ở cả Donetsk và các khu vực lân cận Luhansk. Tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhia đã bị bắt quân Nga đã bịt mắt và bắt giám đốc nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu vài tiếng đồng hồ sau khi Moscow xác nhập bất hợp pháp bốn vùng lãnh thổ Ukraine. Công ty hạt nhân quốc gia Ukraine Energodom cho biết trong một nỗ lực có thể nhằm bảo đảm Moscow nắm giữ vùng lãnh thổ mới xác nhập, Nga đã bắt giữ tổng giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Ihor Murashov vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Sáu. Đó là chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ông Putin ký các hiệp ước xác nhập 4 tỉnh Ukraine đang do Nga kiểm soát vào Nga, bao gồm cả khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân. Anna Gordon cho biết, lính Nga đã chặn xe của ông Murashov, bịt mắt và áp giải ông đến một địa điểm không được tiết lộ. Tấn công mạng ở Mexico, rò rỉ dữ liệu sức khỏe tổng thống Chính phủ Mexico thông báo bị tinh tặc tấn công lấy đi dữ liệu do lực lượng vũ trang nước này lưu giữ, trong đó có chi tiết tình trạng tim mạch khiến cho Tổng thống Andrés Manuel López Obrador nhập viện vào hồi tháng 1, 2022. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 30 tháng 9, ông López Obrador cho biết thông tin được công bố trên truyền thông Mexico trong đêm về vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Quốc phòng là xác thực. Tổng thống López cũng xác nhận việc mất thông tin về các vấn đề sức khỏe của ông, đó là sự thật đã có một vụ tấn công mạng. Ông Lopez cho biết tin tặc đã khai thác một sự thay đổi trong hệ thống CNTT của quân đội, theo hãng tin Reuters. Theo truyền thông địa phương, thì tin tặc đã truy cập vào 6 terabyte dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mexico, trong đó có thông tin về các tội phạm, các bản ghi âm và việc giám sát đại sứ Mỹ tại Mexico. Ông Ken Salazar, đại sứ quán Mỹ tại Mexico vẫn chưa bình luận về thông tin nói trên. Vụ tấn công mạng diễn ra sau khi chính phủ Mexico tiết lộ vụ rơi trực thăng quân sự là 14 người thiệt mạng hồi tháng 7 vừa qua là do hết nhiên liệu. Vụ tấn công mạng cũng đã tiết lộ Tổng thống Lopez, 68 tuổi, được chẩn đoán là đau thắt ngực và đã đi khám sức khỏe 10 lần trong nửa đầu tháng 1. Tổng thống Mexico từng lên cơn đau tim vào năm 2013, cho biết ông được đưa đến bệnh viện vào tháng 1 vừa qua vì nguy cơ có thể bị đau tim. Tổng thống Mexico cho biết hiện ông đang uống thuốc và tập thể dục để trị chứng huyết áp cao, nhưng mà ông khẳng định là sức khỏe ông vẫn tốt. Tính từ Nhật Bản, một tên trộm có sở thích quái đảng khi trộm lấy 360 áo mưa chỉ của phụ nữ. Một người đàn ông Nhật Bản được mệnh danh là người đàn ông mặc áo mưa sau khi ăn trộm tổng cộng 360 món đồ từ những người phụ nữ trong khoảng thời gian 13 năm. Yoshido Yoda, người làm công việc giao báo 51 tuổi sống ở tỉnh Osaka của Nhật Bản, mới đây đã bị bắt giữ sau khi được xác định tên tội phạm bí ẩn mà nhà chức trách đã cố gắng xác định trong hơn một thập niên qua. Tên trộm với biệt danh, người đàn ông mặc áo mưa nổi tiếng hơn một thập niên qua dường như bị ám ảnh bởi loại quần áo Kappa, một loại áo mưa của phụ nữ. Khi khám xét nhà của người này, cảnh sát tìm thấy một con số kinh hoàng, tổng cộng là 360 chiếc Kappa, trong đó có chiếc lâu đời nhất đã bị đánh cắp từ năm 2009. Nguồn tin từ cảnh sát của Osaka cho biết, phương thức hoạt động của Yoda là đi theo những người phụ nữ mà ông ta nhìn thấy khi đang đạp xe đạp, hoặc chỉ đơn giản là kiểm tra những chiếc xe đạp có màu sơn nữ tính để tìm kiếm những chiếc áo mưa không có người trông coi. Nếu tìm được thì người này sẽ ăn trộm để cho vào bộ sưu tập của mình, để sau đó tìm cho mình cảm giác hưng phấn khi nhìn ngắm chúng. Yoshido Yoda bắt đầu ăn trộm áo mưa của phụ nữ từ năm 2009, nhưng các nhà điều tra tin rằng có ít nhất là 320 chiếc áo mưa đã bị người đàn ông này ăn cắp trong 9 năm qua. Yoda giỏi trong việc ăn cắp áo mưa đến nỗi các nhà điều tra phải đặc biệt dành cho kẻ trộm này là người đàn ông mặc áo mưa. Khi được hỏi tại sao lại đi chơi máu mưa chỉ của phụ nữ, giờ nói rằng anh ta rất phấn khích khi nhìn thấy phụ nữ mặc áo mưa cũng như khi mặc nội y. Cảnh sát ước tính rằng người đàn ông này đã gây thiệt hại khoảng 1,12 triệu yên trong suốt sự nghiệp ăn trộm 13 năm của mình. Trên Việt Nam, hơn 160 người như ngồi trên lửa khi chủ hội ôm 30 tỷ đồng bất ngờ mất tích. Sau khi người phụ nữ là chủ hội bất ngờ rời nhà đi và mất tích bí ẩn, hơn 160 người dân như ngồi trên đống lửa, lo mất số tiền tới hơn 30 tỷ đồng đã đóng hội. Chiều ngày 1 tháng 10, công an của thành phố Hải Phòng cho biết đang điều tra làm rõ nghi vấn vỡ hội. Chủ hội bỏ trốn với số tiền lên tới 30 tỷ đồng xảy ra tại xã Ngũ Phúc, Liên tiếp trong những ngày qua, khoảng hơn 160 người dân đã đến cơ quan công an để trình báo về việc họ tham gia đóng hội cho bà Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1972, trú tại thôn Xuân Chiến, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, với số tiền trên 30 tỷ đồng, nhưng chủ hội đã mất tích. Trước đó vào ngày 8 tháng 9, người dân phát hiện bà đã rời khỏi nhà một cách bất ngờ, không rõ đi đâu và mọi thông tin liên lạc với bà này đều không có kết quả. Cho rằng bà T đã trốn hụi nhiều người ở xã Ngũ Phúc và các nơi lân cận Họ đã tập trung trước nhà bà để mong lấy lại số tiền, tuy nhiên chủ hội bật vô âm tính. Đáng chú ý là chiều ngày 9 tháng 9 có trường hợp người dân xã Ngũ Phúc vì lo lắng bị mất số tiền góp hội lên tới 700 triệu đồng, nên đã tức tối đến nhà của bà và xô xát với người nhà của bà T cũng trong vài ngày qua cũng đã xảy ra tình trạng thông tin cá nhân số điện thoại của nhiều người dân tham gia chơi hội với bà tê được công khai tràn lan trên mạng xã hội việc này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có cơ hội thực hiện các hành vi lừa đảo theo một số người dân đã có một số điện thoại lạ nhắn tin tự xưng là luật sư để chỉ cho cách giải quyết Chính quyền ở địa phương đã khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng và đang cùng làm việc với bên phía điều tra và kêu gọi người dân làm việc cùng với cảnh sát để điều tra vấn đề này. Chủ tịch Viện Hàn lâm Việt Nam Bùi Nhật Quang bị cảnh cáo vì mua bán bằng tiến sĩ. Ông Bùi Nhật Quang 47 tuổi, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ủy viên Trung ương Đảng vừa bị Bộ Chính trị ra quyết định cảnh cáo. Trước đó thì ông Quang bị Ủy ban kiểm tra Trung ương cáo buộc vi phạm các nguyên tắc tổ chức, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm trong công việc làm quản lý và sử dụng tài chính tài sản, đầu tư chung, quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ hành vi vi phạm của ông quang bị cho là gây hậu quả nghiêm trọng mất đoàn kết nội bộ gây bất bình trong cán bộ đảng viên ảnh hưởng xấu đến uy tín của viện hàn lâm khoa học và xã hội việt nam và bản thân ông được biết ông quang bị kỷ luật vì viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã tổ chức bán bằng thạc sĩ tiến sĩ bất chấp các quy định về tuyển sinh đào tạo cấp phát văn bằng học vị và thu chi tài chính bất minh trong một thời gian dài Trước vụ bị kỷ luật, ông Quang từng được các báo ở Việt Nam ca ngợi với phát ngôn nhậm chức năm 44 tuổi khi trích dẫn câu nói của nhà thơ Nazim Hikmet. Nếu tôi không cháy lên, nếu anh không cháy lên, nếu chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng tối trở thành ánh sáng. Tin wow. chính xong rồi, xin bò tin phụ để thêm công cụ làm vui mọi người. Cảm ơn cô Thanh Phương. <laughs> bốn câu thơ quá hay <laughs> bồi thêm tinh thụ nghe mới giữ ừ, như là đó. lúc nào nó cũng tới tấp hết đó ừ, mà câu thơ cô hay lắm để làm vui cho mọi người ừ. chứ thôi mấy người mọi mọi người trách này làm vui cho mình hồng loan <cười> <cười> đúng rồi đó câu thơ của cô hay quá à. mà mình giờ mình không biết bồi cái gì đây muốn bồi cái gì hả à? ừ. bồi dưỡng cho loan đi bồi dưỡng gì có nhiều tiền bồi dưỡng hết tôi đi <laughs> có không ta <laughs> để mở bóp ra coi coi <laughs> có có đồng nào mới lạ hả có mới lạ đó <laughs> ok giờ hôm nay kể chuyện vui đi vui hả ừ. lúc nào luôn cũng thích vui đó. chuyện vui cuối từng. chuyện vui cuối từng nha Rồi. thì có cô gái nọ hẹn một chàng trai người yêu của mình đến gặp để mà chia tay chàng trai khóc lóc năn nỉ ỷ ôi cô gái vẫn không thay đổi quyết định cuối cùng thì chàng trai mới nói em cho anh nắm tay em một lần cuối nha nắm tay em thật chặt Giữ tay em thật lâu Nói với nhau một câu Cô gái nói thôi bài đó của Tấn Hân đừng hát nữa Em biết rồi Chàng trai ghi chặt đôi tay của cô gái Và nói rằng nếu mà em rút khỏi cái bàn tay của anh Coi như chúng ta chia tay vĩnh viễn Cô gái dùng dãy một hồi rất lâu Và rút đôi bàn tay ra Chàng trai quay lưng bỏ đi Cô gái cũng bỏ đi hướng khác Bỗng phát hiện một điều gì đó Cô gái quay lại và nói chàng trai Trời ơi chia tay đôi qua có chiếc nhẫn hộp é e mà cũng lấy lại nữa <laughs> à nhà nó vuột mà nắm chắc quá thì ra là cố gắng vuột chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay của thì cô đó. gái nắm tay thật chặt giữ thật lâu tại cô gái kêu ngưng lại đi ừ. chứ câu tiếp theo là lấy lại chiếc nhẫn hộp sòn ừ. <laughs> <laughs> ok ngày hôm nay là và Lộc kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ, nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều Đã yêu thương những chương trình của Loan và Lộc Và nếu như quý vị thấy chương trình Loan Lộc hữu ích Và mang lại tiếng cười Thì xin quý vị hãy chia sẻ dùm cho Loan Lộc Trên những mạng xã hội Để Loan Lộc có thể đến gần với quý vị khán giả nhiều hơn nữa Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại